Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về tuổi Tý, tức người cầm tinh con chuột. Tý tượng trưng cho sức mạnh của thủy, rất ngạo mạn, lầm lì, cố chấp. Tý là một trong tứ mã cực đoan, khó khuất phục, cũng đại diện cho đào hoa. Tý bao gồm cho Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 2008. Xét theo thần sát, tức các sao chiếu, ta có những cái sao tốt sau đây. Tuổi Tý có thần là hoa cái đại diện cho mật mã tài hoa, chủ về nghệ thuật, học nhanh hiểu nhanh, danh tiếng lẫn thị phi. Người mang mật mã hoa cái phù hợp với ngành nghề về mỹ thuật. Nữ mang mật mã hoa cái thường cá tính rất là mạnh. Tiếp theo là mật mã dịch mã, Tý dịch mã tại dần. Người có chữ dần trong lá số mang mật mã dịch mã biến động, tức dễ làm công việc xa, dễ xa quê hương, dễ xuất ngoại. Tiếp theo là mật mã hàm trì. Hàm trì nói về đào hoa, tình dục và nhân duyên. Người có mật mã hàm trì ăn nói khéo, dễ làm ngành nghề dịch vụ. Hàm trì cũng đại diện cho nhu cầu tình dục. Nếu là dụng thần thì người có nhu cầu tình dục cao, ngược lại nếu là kỵ thần thì người không ham muốn về tình dục. Nói về tính cách người tuổi Tý, người cầm tinh con chuột khá là cứng đầu cố chấp, vì là một trong tứ mã cực đoan, chung với lại ngọ mão dậu. Tý thủy đại diện cho nước sông cuồn cuộn, có thể đa sầu đa cảm nhưng đa phần là người tốt, là tiếp người thông minh lanh lợi tháo vát, luôn vượt qua công việc, vượt qua nhiều hoàn cảnh khó khăn trong công việc. Nhưng nếu tuổi Tý sinh vào cuối năm, thường là sinh tháng Hợi Tý Sửu, Tý là thủy, sinh vào 3 tháng này thì rất là dư thủy, người nhiều thủy, bản thân thường an phận, không thích đấu tranh và không can dự nhiều chuyện người khác. Rất là được lòng nhiều người nhưng mà thiếu đi sự phấn đấu trong cuộc sống. Tuổi Tý có tài lãnh đạo, luôn đóng góp ý tưởng độc đáo, nhất là khi làm việc nhóm. Chỉ cần thuộc lĩnh vực tuổi Tý yêu thích thì họ sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đem lại sự thành công giàu sang cho chính mình. Càng khó khăn càng gian nan, họ càng cố gắng vượt qua để tỏa sáng. Họ không chỉ được mọi người yêu quý mà rất được nể trọng, lẫn nể phục tài năng của mình. Đường tình duyên tuổi Tý khá là nhiều khó khăn và thăng trầm. Đa phần họ xinh đẹp, thông minh và khá cần kiệm. Khi họ dành trọn vẹn tình cảm của mình cho ai đó, họ muốn đối phương phải đáp trả lại chính mình. Phần lớn những phụ nữ cầm tinh con chuột, họ chú ý đến hình thức nhiều hơn. Họ thường là người rất yêu con cái, chăm sóc tốt cha mẹ, rất chiều người yêu, gia đạo thường êm ấm. Và họ cũng thường xuyên đòi sự bình đẳng trong gia đình. Tuy là người hy sinh trong tình yêu, nhưng họ rất là ghét sự bó buộc, trói buộc. Sự tự do của họ là một điều họ không hề yêu thích. Tuổi Tý kết duyên với thân thìn hợi sửu, đa phần tình yêu đều tốt đẹp và yên ấm. Người xưa cho rằng biết mệnh mới có thể cải mệnh. Nếu xét theo mỗi năm sinh thì còn rất là nhiều hạn chế. Nếu muốn xét sát lá số, ta cần phải biết ngoài năm sinh cả mùa sinh, tức tháng sinh, ngày sinh và cả giờ sinh, sẽ cho ra những mật mã sát hơn. Các bạn có thể tham khảo tại website phongthuykhaitoan.com hoặc là phongthuycaivận.org. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn trên YouTube và Facebook để nhận nhiều video hữu ích. Cảm ơn các bạn đã xem.